Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào lâu cho anh em. Tôi cũng vậy, chào anh em. Tôi rất chào chào lâu cho anh em. Tôi vẫn tiến chào cho anh em. Ok các bạn ạ, dạo này thì trên mạng xã hội đang có một món cực kỳ hot, đó chính là món gỏi gà măng cụt các bạn ạ. Tức là thịt gà trộn với cả măng cụt các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món gỏi gà măng cụt đấy, nhưng mình trải nghiệm thử xem sao nha các bạn nha. Thì ở đây thì mình có chuẩn bị hai con gà rất là tươi ngon này các bạn này. Đó. Thế thấy bảo năm nay Lâm tam tài gà đi rồi sao? Tam tài với cả thái tuế các bạn ạ. Cái gì nó cũng mang gà mang ra gà để làm ấy các bạn ạ. Đó thì chắc là gà là không kịp để sinh sản ấy. Thì để làm món này ấy, thì anh em mình có chuẩn bị hai con gà tươi này các bạn này, và rất là nhiều nguyên liệu này. Thì đây ấy, đấy anh em mình có chuẩn bị chanh này, để anh em mình lấy nước, rồi cà rốt và hành tây này, ớt, rau răm, và đặc biệt đó là những quả măng cụt các bạn ạ. Thì chỗ mình ấy kiểu không có những quả măng cụt xanh ấy, thì anh em mình thay bằng quả gọi là dâu da xanh này để trải nghiệm nha các bạn nhỉ. Mình thấy là cũng có anh em làm thử bằng dâu da xanh thì cũng bảo là ăn rất là ngon, nên là luôn đi. Là anh em mình đã chuẩn bị dâu da xanh các bạn ạ. Như luôn đi. Như vâng cụ đây này. Mời các bạn nhà mình thử nha. Nhông cụ giật. Nói chung là nó còn khá là nhiều nguyên liệu khác nữa, nhưng mà chỉ là những nguyên liệu kiểu gia vị thôi các bạn ạ. Thì anh em mình sẽ đem về, anh em mình luộc gà, rồi anh em mình xé thịt gà ra này, rồi bóc măng cụt, dâu da các bạn ạ. Nói chung là không có măng cụt, anh em mình thay bằng dâu da để trải nghiệm thử xem sao nha các bạn nha. Bởi vì cũng có anh em làm bằng dâu da rồi ấy. Thì ngay bây giờ anh em mình sẽ đem về, anh em mình chế biến làm cái món gọi là gỏi gà măng cụt luôn xem sao nha các bạn nha. Anh em nào mà xem được clip này của anh em mình mà thấy thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, đúng không anh em nhá. Gà thì anh em mình đã luộc xong và Tiến đang xé đây rồi các bạn ạ. Anh em mình sẽ xé từng miếng, nó cũng không nhỏ quá nha các bạn nha. Đó, thì nhìn gà Tiến xé đây các bạn này, rất là ngon luôn các bạn ạ. Ui. Nó anh mình xé hết hai con gà luôn các bạn ạ. Ui, con này bị dị tật rồi. Ba quả. Dị tật, ba quả kê các bạn ạ. Ba quả dính nhỏ hay ba quả tách? Tách rồi. Đây là kê, đây là đồ bổ quý hiếm các bạn ạ. Làm quả bổ. Thơm nhỉ. Mọi người nhá. Đấy, thằng nào xé gà là được cái phần kê nha các bạn nha. Bên này ấy, thì hai thằng này đang gọi là bóc dâu da các bạn ạ. Mình thấy ấy, quả dâu da này nó rất là dễ bóc, không như cái quả măng cụt xanh ấy. Măng cụt xanh thì là người ta kiểu bóc nó rất là khó, mà kiểu phải để ở dưới vòi nước để bóc ấy, nên là kiểu hay bị quăn tay các bạn ạ, bị nheo nheo tay lại ấy. Nên là quả dâu da này đây, mọi người có thể thấy là anh em bóc rất là dễ này các bạn này. Đó, thì cái nguyên liệu để trộn ấy anh em mình đã làm xong hết rồi, có ớt này, rồi cà rốt, hành tây và chanh đây rồi các bạn ạ. Nói chung là đợi anh em bóc gà và bóc dâu da xong là anh em chỉ việc đem đi để trộn, và anh em mình sẽ thưởng thức luôn cái món gọi là gỏi gà măng cụt này nha các bạn nha. Anh em mình đã bóc xong hết thịt gà và dâu da đây rồi các bạn ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ cho vào để anh em mình trộn bóc gỏi luôn nha các bạn nha. Đó, thịt gà này, ui. Miếng dài này. Giá. Giá. Ăn thế cho giò. Đó, đổ dâu da vào đi. Hình như anh thấy nhiều dâu da quá anh nhỉ. Bớt nhỉ. Thôi cứ cho vào đi. Nhiều ấy. Đó, nhiều dâu da ăn cho phê các bạn ạ. Cà rốt bảo ý là cà rốt này các bạn này. Anh tây nhìn thấy. Rồi, và đặc biệt là ớt này. Băm. Rồi anh mình cho đường này, cho mắm này và bắt cút chanh nha các bạn nha. Em rội mắm lên nữa, xong bắt đầu bóp trộn đều lên, xong rồi là anh mình sẽ đi thưởng thức cái món gỏi gà trộn măng cụt này các bạn ạ. Đó. Anh thấy hơi ít mắm hay sao ấy. Đây, anh mình sẽ cho thêm một xíu nước nữa nha các bạn nha. Đó. Thêm xuống nước nữa. Còn là bây giờ anh em sẽ bắt đầu một thằng bóp nha các bạn nha. Một thằng chấn tay, một thằng chấn tay, một thằng đi đánh nhau. Đây là kiểu phối hợp không ăn ý. Một thằng làm một thằng làm đó, một thằng đó, bóp lên đi. Đó, đây là cái món gỏi gà trộn. À đúng rồi, quên các bạn ạ, còn thiếu ít rau răm nữa. Đó. Ui giời, đúng bài luôn các bạn. Xanh ui nhìn chuẩn luôn rồi. Là sao thế chứ, tí màu mè. Đúng rồi. Rồi, nào trộn lên đi.
Ui, ngon đấy. Bảo thấy biết là cái thưởng thức như nào nhưng mà hiện tại là thấy khá ok nha các bạn nha. Đó, người. Ôi. Ui. Nhìn chỗ này đúng là chảy nước miếng luôn các bạn ạ. Ui. Nhìn phê nhỉ. Chỗ nào đều đều là auto là chảy nước miếng các bạn. Đó, ui rồi. Ui rồi ôi. Nên là sẽ phải bóp trộn thật đều khoảng độ 5 phút gì đấy, xong là anh em mình sẽ đi để anh em mình thưởng thức luôn cái món gỏi gà măng cụt này nha các bạn nha. Không biết là cái món gỏi gà măng cụt này nó ngon như thế nào nhưng mà mình thấy rất là hot. Và bây giờ sẽ là đến cái màn anh em mình thưởng thức trải nghiệm để xem là nó có ngon như lời đồn hay không nha các bạn nha. Nhìn rất là ngon, rất là bắt mắt này các bạn này. Nào, anh em bắt đầu thưởng thức nào. Chén ơi. Chén luôn. Ui dồi ôi, topping. Xé gà này. Xé gà, tây này xé, thằng nào xé. Nói chung là ăn gỏi này thì anh em có thể bốc luôn được. Đồ chè là kiểu nhặt nhặt từng miếng thì nó hơi dày dạn một tí các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Wow, đấy đồ chè thì nói cho mọi người biết cái vị trước nha các bạn nha. Vị như nào? Nhà nó đấy. Cái vị đó, cua cua, ngọt. Ăn thử gạo, thơm. Rồi. Đó là chung là mình nghĩ là cái dâu da để nó hơi chua chua ấy. Nào trải nghiệm thử đi em. Mời bạn nha, người gì thơm hết đấy. Nào thế nào. Cắt vào dâu da chua quá. Thế à? Dâu da xanh kia nó hơi chua nha các bạn nha. Mình chưa thử dâu da chứ mình ăn gà với gỏi trước nhá. Mời mọi người nha. Cái gỏi gà đấy. Ôi chị anh em ăn làm anh kèm quá. Ủa, anh em cứ bốc luôn sao đâu không sao. Cái hạt dâu da này bình thường ngày xưa lúc anh còn trẻ là anh cũng nuốt suốt mà. Yeah. Ừ, coi như anh không nhả luôn. Ừ rồi bây giờ anh không nuốt à? Bây giờ già thì anh vẫn nuốt nhưng mà ít hơn bởi vì trước là hay ăn dâu da nhưng mà giờ ít nha các bạn nha. Còn tí dâu da mà chuẩn bài nhá. Wow. Tùn rõ vị luôn. Ui nhưng bọn này ăn mầm kèm cực luôn đấy các bạn ạ. Người ta phải ăn kèm măng cụt với cả gỏi gà chứ em ăn riêng đấy để trải nghiệm vị mà. Ăn cùng luôn đâu chuẩn dễ hết một miếng gà rồi. Với lại thằng Mạnh nó có hỏi mình là bây giờ già rồi anh không ăn hạt nữa. Thực sự là nếu mà anh em nào kiểu cảm giác mà có thể nuốt được hạt ấy thì vẫn nuốt bình thường, còn nếu mà anh em nào kiểu mắc họng ấy thì anh em sẽ nhả cái hạt ra nha các bạn nha. Đâu, gà măng cụt hành đủ hết. Đừng cắn hạt ra nha, đắng lắm. Chứ nó không nuốt được thì anh em nhả ra thôi, còn đấy là tùy cái khẩu vị của mỗi người nữa. Gà dai dai. Thịt gà dai dai ngọt ngọt. Ăn tí dâu dài rã các bạn. Nó cái chua 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 cái gì ấy. Nhưng mà đánh giá chung về cái món gỏi gà dâu da này thì anh em thấy như nào? Em thấy dễ ăn lắm nhỉ. Dễ ăn. Không phải chua lắm đâu mà ăn cùng với gà với kèo. Nhìn ngon lắm nha các bạn nha. Món em này đẩy ra cho mọi người xem cái bên trong của cái món này. Món này nó lạ, mới hôm nay nó đang nổi dần dần trên các trang mạng đây nào. Hôm nay anh mình làm thử ăn như nào thấy cũng ổn áp đấy. Ổn không? Quá ngon luôn. Bởi vì sao mà mình chọn dâu da xanh? Bởi vì người ta dùng măng cụt xanh ấy các bạn ạ. Chứ có cái dâu da măng thơm lắm. Bình thường ấy. Ở chỗ mình ấy là thường ăn dâu da chín rồi các bạn ạ. Nhưng mà anh mình trộn món gỏi gà măng cụt xanh ấy nên là anh mình dùng dâu da xanh để thay nha các bạn nha. Anh em nhìn nó cháy hết nước miếng này các bạn này. Ui dồi. Cái mùi nó thơm nha các bạn nha. Làm ai miếng gà. Đến gần cái mâm này cái mùi rất là thơm luôn đấy. Các bạn này, mình xem dâu dài. Wow. Kiểu cảm giác nhìn anh em ăn mà sao mà ướt nước miếng. Tôi ngói luôn, ngói. Không biết là mọi người thấy như nào nhưng mà mình thấy là khá là ngon rồi. Còn anh em ăn thì gọi là nhận xét thêm thôi. Cái quả dâu da ấy, nhìn nó kiểu căng căng mọng mọng như cắn nó dễ vỡ ra. Nó ra cái nước chua chua mình nhằn cái hột đi. Ủa. Thơm. Nước bình thường thì anh em mình ít làm cái gỏi gà như này lắm các bạn ạ. Em thử cái nước này. Nhưng mà bởi với quả dâu da là vỡ ra đấy. Có cua ấy. Cay đấy. Chua cay.
chua chua thật. Cái gà này anh mình xé miếng nó cũng vừa, ăn nó ngon. Chua chua thật, không phải nhỏ quá. Cay thế. Không được cay thật. Nhìn luôn chán ngon thật sự luôn đấy các bạn ạ. Thêm tê tê một tí. Mấy quả sâu dài. Ăn kèm rồi là ngon thế. Nói chung là nếu mà để mà anh em mình làm cái món gỏi gà này thì nó hơi kỳ công, nhưng mà thấy nó hot quá mà nhiều anh em nhận xét là ngon quá ấy các bạn ạ. Thật sự là anh em mình cũng rất là muốn thử làm cái món này xem sao, thì đúng là thấy nhìn không đã thấy cực kỳ ngon rồi các bạn ạ. Rồi anh em thưởng thức cứ xịt xoạt, ôi rồi ôi ôi rồi ôi. Mình thấy mọi người là mình mất khá nhiều nước miếng rồi. Anh em nào mà có xem clip này mà mất nhiều nước miếng thì cho anh em mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha các bạn nha. Đó. Ui giời ơi. Chả con miếng to ấy. Ui. Ngon rồi, nhìn cũng đã thấy bắt mắt rồi. Nói chung là ăn cứ gọi là chấm hết các bạn ạ. Mọi người nhìn anh em ăn là mọi người đã biết là vị của cái món này nó như nào rồi. Đủ loại luôn. Da gà được tận dụng ở đây luôn. Da gà cua cua. Mặc dù anh mình không, mặc dù em không thích da vào đâu, nhưng mà em nghĩ là ấy là ngon này. Thì topping nữa thì ngon. Ăn cái thịt ức kệ, nó ngấm vào hơn. Ngon. Ăn thịt ức rồi. Thịt cua còn cay đấy con. Mình ngồi ở ngoài thực sự là không thể kiềm chế được nước miếng các bạn ạ. Nhìn anh em ăn mà sao nó phê thế. Đây con ạ. Mình mời tất cả mọi người nha. Làm quả da gà nha các bạn nha. Nhảm một cái đi. Ngon. Cái hạt rau da này các bạn ạ, mình lại đang nhớ lại tuổi thơ, đó chính là cái hạt rau da này nhỏ nên là thảo nào ngày xưa hồi xưa là mình hay nuốt luôn cái hạt các bạn ạ. Đấy, nuốt luôn cái hạt ra đắng lắm. Anh vừa trải nghiệm thử, đó chính là khi mà mình nhai luôn cả cái hạt quả rau da đấy, nó hơi cái vị chát chát đắng đắng các bạn ạ, nó sẽ tạo thêm một cái hương vị gì đấy ở trong miệng luôn. Em thử đi. Ôi em vừa cắn rồi, em cắn hạt rồi sợ lắm rồi, đắng em không ăn được. Không quên các bạn ạ, không quên ăn kiểu ấy. Ủa quả rau da to. Chua cay mặn ngọt đầy đủ cả con ạ. Ui đấy, nhai luôn cả tô da rồi nha các nha, gia vị thấm đượm. Khi mà mình nhai ra thì nó hơi đắng đắng một tí, nhưng mà xong nó sẽ có vị gì đấy chát chát, kiểu tạo cho mình cái cảm giác khi mà ăn cái món này nha các nha. Bốc to sướng rồi. Bốc to. Coi nhìn cái mâm không màu sắc là đã thấy ngon. Ngon rồi. Đây. Nhìn không đã thấy ngon rồi con ạ. Ngon hay là thèm thì Tiến nhìn là Tiến biết rồi đúng không? Đó, Tiến ở ngoài đấy con ạ. Tiến ở ngoài là Tiến nhìn không mà Tiến đã thấy ngon rồi. Bởi vì sao vừa nãy mà mình lại chảy nước miếng nhiều như thế nha các bạn nha. Đồn trẻ thích da gà quá nhỉ. Được cay thích ăn da. Trời ơi. Da gà ngon. Chúc cuộc. Nào mà ngon quá tắc họng ra. Ngon thật sự luôn các bạn ạ. Chưa bao giờ mình làm cái món gỏi gỏi mà nó lại ngon như hôm nay. Thảo nào nó lại hót hòn hòt như thế các bạn ạ. Làm một vốc một ăn sướng rồi. Em nhớ như cái món gỏi gần nhất anh mình làm cách đây là mấy năm hay sao? 4-5 năm. Cái lần mà cái món gỏi gà ấy các bạn ạ. Đúng rồi, cũng gỏi gà, nhưng mà lần đấy mình làm cái cải bắp tím hay cái gì ấy. Đúng rồi, nhưng mà không cho những cái dâu da hay là gì. Dâu da, bởi vì cái dâu da này lúc ấy chưa có. Sáng khác à. Bây giờ nó mới đang hót còn ạ. Mấy năm rồi mình trải nghiệm lại gỏi gà, nhưng mà thực sự là lần này ăn gỏi gà cảm giác nó ngon hơn rất là nhiều các bạn ạ. Chưa ăn nữa, để ăn.
gây chấn đề. Nhìn cái mâm này màu mè không đã rất là đẹp rồi. Ăn ăn như này xong bắt đầu cho thêm nhằn thêm một tí rau da ra nó chua chua. Nhai hạt được như mình ấy thì nó sẽ đắng đắng chát chát một tí nha các bạn nha. Nổi bật nhất hôm nay là cái rau dài các bạn. Ăn nó lạ vị. Ăn cùng cái này nó lạ vị. Thường thì em nghĩ là cái rau dài chỉ ăn gì thôi. Ăn, ăn kiểu ăn quả ăn vặt thôi đấy. Không ngờ nó lại trộn được cái món này ăn ngon đấy. Thì cũng giống như măng cụt ấy, người ta bình thường chỉ ăn chín thì giờ người ta ăn cả xanh đấy. Nói chung là đấy là sẽ là một cái gì đấy kiểu nó lạ lạ một xíu nha các bạn nha. Nó không giống kiểu những cái món gỏi bình thường ấy các bạn ạ. Còn món là ăn đúng mùa hè cầm bài luôn. Mát đúng không? Mát tắt mồ hôi. Tắt mồ hôi là bởi vì anh mình cay. Cho nhiều ớt thì nó hơi cay, nó nóng nên là nó toát mồ hôi ra các bạn ạ. Gốc to nó sướng. Đây con này. Tôi làm cái này. Đô. Thế luôn. Thế luôn. Phê luôn. Ui. Thực sự là hôm nay trải nghiệm cái món này cực kỳ chất lượng các bạn ạ. Không có từ nào để tả nổi. Còn bọn này ấy, nếu mà nó ăn mà nó không nhai hạt ra như mình ấy thì bọn nó chỉ cảm nhận thấy cái vị chua chua của quả dâu da xanh thôi nha các bạn nha. Đắng lắm các bạn, mình không ăn được. Đâu không tùy loại, tùy loại đắng mình mới ăn được. Và cái gì đắng mình ăn được. Nhưng mà mình thấy là ngày trước ấy mình sẽ nuốt luôn cả hạt cầu, cảm giác rất là dễ nuốt nha các bạn nha. Nhưng mà bây giờ hình như là cái thời trẻ là mình thấy rất là dễ nuốt, hay là bây giờ có tuổi hơn rồi nên là cái cuống họng của mình nó kiểu nó xe nhỏ lại các bạn ạ. Nên là nó kiểu cảm giác nó hơi khó nuốt hơn các bạn ạ. Già rồi. Thôi con trẻ mắn pháo được, ra đường pháo nó tắc rồi, không làm gì được. Đó. Thì như mọi người thấy hôm nay là anh em mình thử làm cái món gọi là gỏi gà trộn măng cụt, nhưng mà không có măng cụt, anh em mình thay bằng dâu da này các bạn này. Rất là ngon. Nhìn rất là ok luôn. Thì thực sự là anh em đã trải nghiệm và cho mọi người biết cái cảm giác khi mà ăn cái món hot hòn hòn này như nào rồi ấy. Thì thời lượng của clip cũng khá là dài rồi, nên là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào có xem được clip này của anh em mình ấy mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cách là like, chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.